Soviet.vn bán đích được gold bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hello cho bạn nha, hôm nay Mô Việt sẽ chơi anh Zaren Quyền Vương, là một vị tướng mà chúng ta có thể tạo highlight and moonlight khiến mọi người cảm thấy là trời ơi, vui hết cả mắt luôn. Tất nhiên là Quyền Vương trong tay của Mô Việt sẽ là highlight nhiều hơn moonlight, nhưng mà có thể ngược lại nha, và các bạn cùng thưởng thức những pha đấm khiến tôi địch đi vào lòng đất hay là mình đi vào lòng đất thì từ đây các bạn sẽ biết thôi. Đấm này, ây da, ui so đi ngộ khỉ nha. Đúng lúc bạn đấy quay xích thì ra là mình không có bảo kê cover bạn được vào đó. Sorry rất là nhiều. Thì yên tâm, mình sẽ cố gắng làm sao mà lấy lợi thế đầu từ game để cho bạn dễ chơi hơn. Bởi vì team mình có các bạn khỉ next game mà. Mà khỉ next game thì mà nếu mà anh em đi mid, anh em đi SP, anh em đi top mà chơi không có ok thì khỉ sẽ rất là khó chơi và bị ép vô rừng mà khỉ không được chơi game đâu. Đấm liên tục vào mặt bạn Lordeon, mà Lordeon hiện tại là trùm pháp sư đường giữa rồi. Rất là khỏe với những pha điều cầu mà nó đi lên nó cũng khó chịu nha anh em ơi. Anh em mình phải chơi kiểu là đánh hai phát, đánh thường vào không khí à, sau mình đánh thường thêm một phát nữa à, đánh lộn tại ý. Sau đó mình dùng cái chiêu 2 cầu cái rỉa nó khoảng cách xa hơn mà nó bất ngờ hơn. Bây giờ anh em ai cũng xài cái kiểu đó nhưng mà mình cảm thấy không có quen cho lắm đâu. Tập mà đấm cho nó đẹp mắt tí thôi. Lordeon này, chạy đi đâu này. Thanh niên tính biến về nhưng mà đâu có được. Tiếp tục là Nakroth này. Rồi chỉ bị anh em combo này, chưa một tốc biến. Ây da, ui cái này thì coi như anh em chưa cái thấy gì nhà, chưa có thấy cái gì nhà. Cái pha đầu tiên khiến anh em hơi mù mắt một tí, nhưng mà không sao, vẫn có mạng của bạn Nakroth, vậy là ngon rồi. Hiện tại anh em yêu cầu Mô Việt làm con tướng nào nhớ comment bên dưới nha. Tất nhiên mình sẽ thực hiện hết theo yêu cầu anh em. Hôm trước thì mình có chơi cái chế độ gọi là siêu cấp cường hóa, thì hiện tại chế độ đó đang bị đóng rồi, nên mình trở lại đấu rank như bình thường thôi. Con Quyền Vương là một con được rất nhiều anh em yêu cầu, mặc dù mình làm cũng khá là nhiều trong mùa 20, đi rừng rồi đi mid đều có cả, nhưng mà đi gì cũng khỏe nha, vẫn là một con tướng nỗi đam. Quan trọng anh em có dùng chiêu chúng hay không thôi. Với bài đứng im thì cho mình đấm rồi. Ok, mạng thứ 5 double kill liên tục lan mạng. VDS bật tốc hành xuống để vét mạng nhưng mà chẳng còn miếng nào để mà vét luôn. Buồn cho VDS. Cứ đấm nhẹ đi thôi, đủ đam thì mình sẽ sốc đam bằng hẳn cái combo. Con này mà nếu anh em đầu game khỏe thì anh em cứ phải gọi là siêu bá luôn. Bạn có nhìn thấy mình vừa nãy là 500, bây giờ 600 rồi. Ghê lắm bạn ơi. Đừng có coi thường, Quyền Vương rất mạnh. Nếu mà các bạn biết chơi thì nó thực sự thành con quái vật luôn. Hay lắm anh em ơi. Kìa về đi cô giáo. Cái combo Quyền Vương thì có lẽ là mình cũng chia sẻ anh em rất là nhiều rồi. Quan trọng là các bạn phải thực hiện được cái combo liên hoàn. Các bạn muốn nhiều đam hơn thì phải dùng chiêu 2 trước, sau đó mới cái dùng cái chiêu khác. Đấy, bởi vì chiêu 2 giảm giáp của tướng địch thì mình có thể là đấm đau hơn. Nhớ nha, combo đầu tiên mở bằng cái chiêu 2, sau đó anh em thực hiện cái chuỗi 3 phát choáng liên tục. 3 phát choáng ở đây thì các bạn sẽ choáng bằng chiêu cuối, choáng bằng nội tại hoặc choáng bằng chiêu 1. Các bạn dùng có thể dùng là đánh nội tại, chiêu cuối, chiêu 1. Hoặc là anh em có thể là chiêu 1, chiêu cuối, đánh nội tại. Thì nhau có kiểu combo anh em thôi. Nói là combo mình không bàn luận hôm nay là chủ yếu là để xem là hack mạng của ghê gớm như nào bánh Quyền Vương da đen. Sướng đây là có mạng. Đánh nội tại sau anh em phải đánh từ hai phát nha để tiếp tục có nội tại tiếp. Cái này mình thấy anh em đấu giải chơi rất là nhiều, chơi rất là nghiền. Thôi còn là mình in check về này. Thực ra mình không thích chơi nhưng mà anh em thích mình chơi kiểu đó nên là mình chơi thôi. Bởi vì nhiều khi là nó kiểu nó con tướng này nó hơi bị kiểu là nó bồng bềnh ý. Đấm đá như phim trưởng mà, mình không thích cái kiểu đó, mình yếu tình đình thì chơi kiểu đó sẽ rất là chóng mặt.
Ôi lại các bạn anh em ơi, đơn giản là combo như vậy. Ui 8-0 rồi. Team bạn ăn có 2 mạng thôi, team mình 16 này. Thế là khỉ là không cần phải đi ganh mà cũng có thời gian được đi farm nhiều hơn. Ngọc cấp kiền vương thì vẫn dùng như cũ nha. Chi tiết phần mô tả video clip của Mô Việt giống như những con tướng khác. Trang bị và phù hiệu thì các bạn theo dõi bên dưới như mọi khi. Nói chung là clip này chủ yếu là mình đang tạo mồ lai. Nãy giờ mới được một pha thôi. Tiếp theo là cái pha nào thì tí anh em sẽ biết thôi. Với con này thì kiểu gì cũng có mồ lai. Anh em chơi hay kiểu gì cũng có đấm vào mặt người xem. Đấy như vừa rồi đánh hiện tại nhờ mà bạn Lorion ý. Ok. Ui mình xin nhẹ nha, mình không muốn ăn mạng bạn đâu, mình không combo bạn lúc đầu rồi, bạn cứ kiểu là giơ cái mạng trước mặt mình để mình combo. Chỉ 3 giây có chục cuối này, có kim gần lại mình combo đi. Bây giờ mình combo luôn này, ra đây mọi ơi. Ấy em không được. Thu được đao giết Gindu, AD là giết đủ nhưng mà Gindu là không có được đâu. Thôi xong rồi. Tho lè của đấy hơi tham. Mình đang tính đá nhưng mà thôi. Có khi là tham thì thâm đấy anh em ơi. Câu kéo để cho ngộ khỉ đến đấm sau lưng kìa. Ê tốc biến, mình cũng có tốc biến mà ơi. Câu kéo là chính thôi. Hai quả bẫy của bạn Serica dám vô là mình chết luôn. Thực ra chơi kiền vương thì có lẽ trang phục Muay Thái là một cái trang phục mình cảm thấy chơi phiêu nhất. Chơi trang phục này nó kiểu nó gù mà là nó không tích đâu. Thực sự không thể so sánh được với một trang phục đến từ Thái Lan. Thái Lan hôm nay quá mạnh luôn, từ bóng đá đến Liên Quân, AIC, AWC đều vô địch cả. Vô địch AFF Cup hủy diệt Indonesia trận chung kết, được đi đến 4-0. Cũng thể tưởng tượng được hôm nay này, năm nay là cái năm thăng hoa của người Thái. Chơi gì cũng hay, quá đẳng cấp luôn. Hay khỉ ơi, khỉ ơi, khỉ đập đi khỉ ơi. Nhưng mà đập AD này khỉ ơi. Đúng rồi, 11 mạng. Chỗ này thì thực ra cái đồ thì mình vẫn phải lên đồ full dam. Nhưng mà chất tướng này cực kỳ mỏng nha anh em ơi, nên các bạn phải có kỹ năng thật tốt mới chơi quyền vương. Ngoài việc tính dam, tướng địch lên người mình, tướng địch mình gây lên dam lên người của tướng địch dam sao, các bạn sẽ có những pha vào hợp lý. Vì con này chỉ cần vào sai là các bạn sẽ lên bản đánh số thôi. Thì sau nha, khỉ ơi chạy đi. Thực ra chất tướng team bạn đầu game cũng khá là khỏe với con Vedet, con Norion, Lacrot nữa khỏe hơn dùng team mình. Nhưng mà anh em thấy là team mình đang có lợi thế này ý, thì sẽ rất là dễ chơi. Rất là dễ chơi thôi chứ không phải là cũng quá là áp đảo team bạn. Bởi vì chất tướng team bạn vẫn có thể giao tranh được, chỉ cần sai một tí thôi là gãy luôn. Nhưng mà con này thì không có sai, con này đến là có mạng anh em ơi. Ui ê, combo lên làm pha mùa la thứ hai ấy nhở. Mình vừa đấy là chiêu cuối tốc biến vào đâm vào tường luôn, dính choáng luôn, lục cái đầu luôn. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mẹ ngừng trôi, soi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mãi sao để cho anh ngóng em đi về, khoảnh khắc tôi chưa nên cầu. Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Anh còn đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa rào, trên đường hơi ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu, được dỗ dành em khi em mơ, nâng cho em nơi này.
đường thì tôi trôi vời, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến như đã thôi hẹn, trời chờ cho yêu mình vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trong ngóng em buông lời hát. Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua, Hà ơi đừng trôi mãi mà kệ em với tôi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình ngừng trôi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Tại sao để cho anh ngóng em đi về? Khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió. YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,